Ok, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng đến với một thí sinh có một cái tên rất gì là dễ thương, đó là chim cánh cụt. Thưa quý vị, thí sinh mang số báo danh 01 sẽ đến với phần dự thi của chúng ta với một nhạc phẩm Vầng Trăng Đêm Trôi. Vâng, xin mến mời quý vị chúng ta cùng cổ vũ cho thí sinh chim cánh cụt với mã số 01. Cảm ơn MC. Lời đầu tiên cho Chim gửi đến tất cả các bạn có mặt trong buổi thi ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Bây giờ thì cho Chim chụp bài phần thi của mình hen. Giờ Chim sẽ gửi đến tất cả các bạn bài hát được mang tên Vườn Trăng Đêm Trôi. Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn
vâng, cảm ơn cả nhà cho ý thi lại. Và bây giờ để không tốn thời gian của mọi người thì ý trả mic khen. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.